a quarter drop, you can't ignore it. I'm transforming, now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, finished friends on my face. Looking like I'm from the D, D's no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat. Giờ là những màn dạo đầu chuẩn bị cho chuyến phượt Cần Thơ dài 180 km. Anh chị ơi, đây trước mặt các bạn đây là vẫn là anh Dũng Mập, Dũng Super, chuyên ATV. Từ từ nha, khoan nha. Lên, lên được không? Được. 1, 2, 3. Lên. Hay quá bạn ơi, tuyệt vời. Rồi lúa về luôn em ơi. Nếu mà không gì thay đổi thì khoảng tầm 1 giờ là mình sẽ có mặt ở thành phố Cần Thơ, bến Ninh Kiều, đĩ nhiều. Ơ lộn, cái đó qua rồi, mình bỏ khúc đó đi. Khúc đó không có, mình đang ở nhà mà. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển xuống Cần Thơ. Thì cái này do chủ xe ở dưới đang gấp đi Vĩnh Long để ăn đám giỗ, không biết là xuống có kịp hay không. Giờ hiện tại Sài Gòn đang là 10 giờ mà anh nói anh đợi mình tới 11 giờ. Đợi tới 1 giờ 3 tiếng không biết đi có kịp hay không. Nếu mà xuống dưới kịp mà còn chưa thời gian, mình sẽ mượn xe mình test một vòng Cần Thơ cho anh em ha. Còn ví dụ mà không kịp thì hẹn anh em dịp khác. Rồi ok, tí nữa mình lên xe mình tâm sự tí xíu nữa. Từ nãy giờ nửa tiếng mà hai anh em mới chạy ra được tới cuối đường Nguyễn Hữu Cảnh, cuối đường Ung Nhân Khiêm. Quá chán, không biết là xuống tới Cần Thơ là giờ còn 180 cây nữa, không biết là xuống tới dưới là kịp 1 giờ không. Sợ anh bỏ luôn. Đi bên trong được không ta? Đúng rồi, đi theo lên xe hơi anh. Thì cái con Renetti này, cái con thật sự nói là mình dọn là nó hơi bị tâm huyết. Tâm huyết gì? Con mình dọn à. Mình từ cái khâu mà mình ôm, mình đi làm bô, rồi tới khâu mà mình ôm đi, mình làm chạy CNC cho con heo sao, rồi đi bấm dây dầu, các thứ, rồi chạy CNC thất chẳng ba, ta là ông binh hết. Con mình chạy à. Bữa nào mình đuối quá, công an dí quá, mình chạy không được nữa, mình kêu anh Dũng Mập anh qua anh chạy phụ, không? Bình thường là mình ôm xe mình chạy vòng đó, tháng kiếm 40-50 triệu, khỏe ru, không phải làm gì hết. Thì hồi sáng soạn cái camera Google đồ nón ní rồi xong xuôi hết rồi, thì để mình test thử cho anh em thử coi là cái con BMW R90 lên cái form Cafe Ray á, thì chạy nó có khỏe hay không. Thì mình đối với những bạn mới á, thì mình chắc cú là mệt, tại vì do là mình đã chơi 2-3 set Cafe Ray rồi, nên là mình với lại mình cũng chạy xe bọt quen nữa, nên là cái form đó mình ngồi nó hơi quen rồi, nên là nó sẽ đỡ mệt hơn mấy bạn mà mới tập chơi. Thì cái nào cũng vậy, thì cái neck thì đi nó khỏe hơn, nhưng mà nhìn nó không có hầm hố, nó không có đẹp bằng cái form của thằng Cafe Ray. Thì tí nữa mình xuống tới Cần Thơ thì chắc mình sẽ ghé vô Thế Di Động mình mua một cái thẻ nhớ. Nếu mà hên thì mình sẽ mượn ảnh 10 phút mình trải nghiệm, mình chạy một vòng Cần Thơ, mình sẽ review cho anh em. Thì với cái thân hình của mình là 1m65, 66, mình chạy cái con Renetti dọn lên cà phê thì chạy nó có khỏe hay không thì mình sẽ review trực tiếp cho anh em luôn. Thì để tí nữa mình xuống tới nơi thì nếu mà kịp nha, nếu mà kịp giờ thì mình sẽ mượn mình quay cho anh em, nếu mà không kịp giờ thì
chủ xe hiện tại là đang gấp, đang chờ mình dưới để nhận xe, xong là anh đi Vĩnh Long, anh đi ăn đám giỗ luôn, đi hết gia đình, không ai ở nhà để nhận xe hết ha. Cái vấn đề tiền bạc thì anh chuyển khoản cho mình nhanh rồi chứ không có gì hết, nhưng mà vấn đề là mình muốn dọn cái xe xong mình gửi cho chủ xe, khi ba mặt một lời, ừ, từ cái xe, từ cái kiểu dáng cho tới cái tư thế ngồi, cho tới cái đồ chơi lên xe thì nó có thẩm mỹ hay không, chạy ok hay không, chỉnh chu hay không, thì mình muốn nghe trực tiếp của khách ở ngoài không. Chứ còn mà bây giờ mình gửi xe xuống thì ảnh chuyển khoản cho mình, ảnh cũng trả thôi, nhưng mà mình muốn sự vui vẻ không, vui vẻ không quạo. Thought I'd never make it, like no way. I'm the real deal, no role play. My days off, that's no days. No, I hustle hard, yeah, I'm rosé. E be the shooter, that's cold case. Those on the deals, that's rosé. Got no pay, yo, no say. Okay, this the news, tell them read it. Been the one since the fetus. Don't sleep on me, Tempur-Pedic. That's a no, no, no. Spending dope for no reason. Got a ball head, Mr. Cleaner. Heard the big bags overseas, then we gon' go, go, go. Whoa, I press the button and the doors go off like. Cũng đã ghé vô Thế Giới Di Động, mình mua cho một cái thẻ, mua đỡ một cái thẻ Ultra 64GB, để lát nữa có cái thẻ để mình test cái con cà phê Ray tại thành phố Cần Thơ cho anh em thử nha. Chứ cố gắng hết sức có thể, vậy mà mấy anh em không có lưu like, chia sẻ, comment gì cho mình hết, chán ghê. YouTube một tháng mình kiếm được có 700.000 mà mình đai hết hai cái laptop rồi đó mấy bạn, quá buồn luôn á. Rồi chủ xe đang đứng đợi ngay công viên Lưu Hữu Phước, đi thẳng hoài gặp cái ngã đèn xanh đỏ quẹo phải, đi thẳng hoài luôn. Công viên Lưu Hữu Phước, Lưu Hữu Phước. Rồi quẹo phải bên Mập ơi. Công viên hình như là bên tay trái, như anh đứng đợi mình bên tay phải. Xe vẫn còn nguyên vẹn nha mấy bạn, không xe dịch. Tới công viên nè. Rồi ông đứng bên phải, đi xe nào không biết. Lại có cậu. Đó, hiện tại là chủ xe đang ở đằng trước, áo màu xanh, đi cái chiếc Vision 50760. Đó. Nhìn ảnh rất kìa này nọ luôn. Để nghĩ chủ xe. Anh ở trong cái khu cũng ít có bét lắm, mà mình chưa biết nhà anh lớn nhỏ. View là view sông nha. View sông núi ao hồ tao là ông Bình. Rồi quẹo thêm cái nữa hả? Thẳng luôn. Rồi bó. Nhiều khi vô công ty luôn. Đây nhà nhỏ không? Thấy đâu cũng như sân banh. Trái luôn. Đây nhà dưới quê, nhà nhỏ nhỏ. Nãy anh gửi cho em cái vị trí, em chạy tới nơi được rồi anh không? Chị chạy mặc quần sờ lỏn đi, nắng nôi đen da nữa hả? Theo quẹo nhiều cái gì? View xong mà
khu view sông hả? Chạy lại lên công ơi, điện thoại với sắp hết dung lượng rồi. Rồi thấy nhà ổng à, với xe 7 chỗ Boro hả? Boro. Rồi tới nhà chủ xe luôn. Rồi nhà cũng ít nhỏ lắm, bị ngang có 1m1 à. Còn dài nhiêu không biết. Rồi chuẩn bị bàn giao xe cho anh Bảy Gò Công. Rồi giao xe cho anh Bảy Gò Công là xong rồi nha. Giờ cảm ơn anh em đã coi hết video của mình. Bye bye.